đây là giây phút sau cùng để chúng ta hồi tưởng lại, vì trong lát nữa thôi nơi ba lòng đất lạnh đang gửi trọn thân xác cha mình. Anh chị ơi, kể từ khi mẹ của mình đã về nơi cõi Phật, thì gian nhà này bên sông kia, từng ngọn cỏ gốc cây đều còn in dấu những kỷ niệm thân quen. Cứ mỗi một khi con về, thường là đến khoảng sông này thôi, cha thường hỏi: đứa nào về thăm ba vậy? Cha hãy nhìn lại các con đi. Cha có biết không, anh chị em của con thì rất đông, nhưng khi lớn lên rồi á, thành gia lập thất, có đôi khi các con đâu có đầy đủ bên cạnh của cha đâu. Chỉ chờ những dịp ba ngày xuân về tết đến, bên mâm cơm ấy thường là con là gái, khi con về tay sách tay mang những món quà về mà cha ưa cha thích. Rồi á, cha thường hỏi: vợ chồng con có khá không, đừng có lo cho ba. Nhưng cha ơi, khi con đã thành gia lập thân, cuộc sống mưu sinh tất bật, vì bận biểu gia đình, bận biểu các con, gom áo gạo tiền, có đôi khi anh em của con đâu có thật kề. Cứ mỗi khi trái gió trở trời, hãy thiếu đứa này lại vắng đứa kia. Còn ngày nay tất cả các con đang cho ăn tiền và đầy đủ bên cạnh của cha, nhưng bóng dáng thân quen ấy đâu còn nữa, mà chỉ còn lại đây còn quá buồn giá lạnh. Còn bàn lắm ai ơi, mai mốt con về quanh quê trước sau, bên mâm con chiều cũng đều cho anh lệ đô đa.
lòng bao la cao ngất tận chân trời. Thiết lá vàng trôi bên thềm nghèo rừng mê, như báo hiệu cho con lễ mồ côi không tiền đấm sinh thành. Bên nàng hương buồn
nhìn đi anh nha nhà, lòng đau quặn thắt khó phân ly, có câu ly biệt nghẹn ngào dài thấu trần, tan sầu thank you.